Sài Gòn còn đẹp vào năm 1992, Sài Gòn còn đẹp vào năm 1995, Sài Gòn hết đẹp khi Corona tới thăm. Thất nghiệp mắc vẹt, ngành kinh tế chẳng bắt kịp, tại nạn vất kẹt, văn minh của đất vẹt chết tiệt, khắc nghiệt, giá khẩu trang đồ ăn gia tăng, đơn số ca dương tính nhiễm dịch Covid diệt vong, đóng cửa hết tất cả quán xá, tiền tiết kiệm trong ví đang bị bào mòn, ở không xài tiền khi tiết kiệm nào còn. Ây, qua đây, Hải ơi mày quay xe, đưa tao về ngay ở đây, một xíu là phạm tội, lầm lỗi không khi nào thứ tha, hơn cả là mối tình tay ba. Thôi em không cần phải buông lời dối trá, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, hay ho không cần cớ, cần cách ly cơ. Rapper, hello, xin chào các chim mơ đã đến với trải nghiệm của con trai bị con gái đi. Hải ơi quay xe, đưa tao ra đây, tao đang thèm ăn bánh mì thịt quay của Việt Nam. Hải ơi quay xe, đưa tao ra đây, tao đang thèm ăn bánh mì của Việt Nam. Hải ơi quay xe, đưa tao ra đây, đưa tao đi làm, tao không muốn bị biệt giam. Hải ơi quay xe, đưa tao ra đây, hơn 20 người là bị bắt về khám. Hải ơi quay xe, đưa tao ra đây, đừng có sợ thúng xăng bởi vì xăng đang giảm. Hải ơi quay xe, đưa tao về ngay, ở đây chơi bài mà mang súng AK. Hải ơi quay xe, đưa tao về ngay, hỏi dừng đèn đỏ tránh tụ tập hiệu lệnh của chính phủ ra. Hải ơi quay xe, đưa tao ra đây, mang theo cái bao, xin đầu từ thiện lấy mì tôm về ăn. Hải ơi quay xe, đi ra cây xăng, mang theo cái lu, mua xăng về trữ vì đen giảm giá, thấy người ta đăng tải rầm rầm trên Face. Hải ơi quay xe, đưa tao về ngay, tiệm nét đóng cửa cho dịch bệnh đỡ lây. Hải ơi quay xe, tao mới đọc tin tức nè, bên đây bên kia nói qua nói lại thật sự là không hay. Hải ơi quay xe, đưa tao qua đây, tao nhậu say mày đưa tao về nhà, chứ để tao chạy là ăn biên bản ngay. Hải ơi quay xe, ăn nhậu là không có lè nhè, thôi mày ngủ lại đi, tao bắt đầu liên cúc kêu thằng Nhân qua đây để bắt nó quay xe. Nhân ơi quay xe, đi với tao ra Vũng Tàu ăn càng ghẹ rang me. Nhân ơi quay xe, chở tao ra đây ăn cá viên chiên và làm vài lon bia vỉa hè. Nhân ơi quay xe, vặn ga đá số gấp, thằng giới thiệu chỗ ở đó dí theo nửa nè. Nhân ơi quay xe, đi câu lãnh Đồng Tháp ghé thăm thằng Danh và cùng làm vài ve, nói về chuyện đua xe.